Chào các em học sinh, vậy là chúng ta đã kết thúc khóa học hè trên trang OnlineMed. Sau khóa học này thì cô đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía các em học sinh. Chính vì thế, OnlineMed đã quyết định tổ chức thêm các khóa học ôn tập kiến thức trong năm nhằm giúp cho các em học sinh có thể củng cố được những kiến thức học trong tuần, đồng thời nêu ra những dạng bài tập có liên quan tới phần kiến thức đó. Riêng đối với các em học sinh lớp 9, khóa học ôn tập kiến thức của chúng ta sẽ diễn ra nhanh hơn để sau này sẽ có một khóa học cho các em ôn thi vào trung học phổ thông. Bài giảng đầu tiên của khóa học ôn tập kiến thức lớp 9, chúng ta sẽ đi nghiên cứu về căn bậc 2. Đây là một khái niệm không mới, tuy nhiên chúng ta sẽ học những tính chất mở rộng hơn so với lớp 7. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu như thế nào được gọi là căn bậc 2 số học. Cô nhắc lại, ở lớp 7 thì các em đã biết số 16 sẽ có hai căn bậc 2 là 4 và âm 4. Tương tự như vậy, số 225 sẽ có hai căn bậc 2 là 15 và âm 15. Như vậy là đối với một số không âm thì nó sẽ có hai căn bậc 2 là một số âm và một số dương. Bắt đầu từ bây giờ thì chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn tới cái giá trị căn bậc 2 là dương. Ở đây là 4 và là 15. Hai căn bậc 2 này sẽ được gọi là căn bậc 2 số học. Từ đó thì chúng ta sẽ có định nghĩa căn bậc 2 số học như sau. Với số A dương, căn của A là ký hiệu cho căn bậc 2 số học của A, tức là giá trị căn bậc 2, không âm. Bắt đầu từ bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu về căn bậc 2 số học của A. Và để rút gọn thì chúng ta sẽ gọi tắt căn bậc 2 số học là căn bậc 2. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ khi nhắc tới căn bậc 2 thì chúng ta phải biết rằng nó sẽ không âm. Có một chú ý, số 0 cũng được gọi là căn bậc 2 số học của chính nó. Cô có ví dụ như sau. Rất dễ dàng ta thấy được căn 13 là căn bậc 2 số học của 13. Và căn bậc 2 số học của 169 sẽ là căn 169 và bằng 13. Như vậy, sau phần 1 chúng ta cần phải nhớ căn bậc 2 số học sẽ là một số lớn hơn hoặc bằng 0. Chú ý rằng nếu như ta có x bằng căn A, thì điều này sẽ đồng nghĩa với việc x phải lớn hơn hoặc bằng 0 và x bình bằng A. Ở đây chúng ta không cần phải điều kiện A lớn hơn hoặc bằng 0 nữa bởi vì ta đã có phương trình x bình bằng A. Phương trình này sẽ tương đương với A lớn hơn hoặc bằng 0. Đây cũng là cách để có thể giải được những phương trình căn thức đơn giản. Củng cố lý thuyết một chút, chúng ta sẽ làm bài tập tìm các căn bậc 2 tương ứng. Cô có hai cột. Cột bên này là các căn bậc 2 và cột bên này là các số lớn hơn hoặc bằng 0. Em có thể nối nhanh các đáp án với nhau. Cô sẽ bắt đầu. Căn 169 chúng ta thấy rất dễ dàng, nó là căn bậc 2 của 169. Tiếp tục, căn 5 sẽ là căn bậc 2 của 5. Tương tự, 10 sẽ là căn bậc 2 của 100 bởi vì 10 bình phương sẽ bằng 100. 5/3 bình phương sẽ bằng 25/9. Như vậy, 5/3 sẽ là căn bậc 2 của 25/9. Và 1,1 rất dễ dàng nó sẽ là căn bậc 2 của 1,21. Như vậy ta đã ghép xong các căn bậc 2. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu sang các cách để có thể so sánh được các căn bậc 2 số học. Ở đây có một điều chú ý và cũng là cơ sở để chúng ta có thể so sánh được các căn bậc 2. Với hai số A và B không âm, ta có nếu như A nhỏ hơn B thì căn A sẽ nhỏ hơn căn B và ngược lại. Nếu như A lớn hơn B thì căn A sẽ lớn hơn căn B. Một cách tổng quát ta có thể nói với các số không âm, muốn so sánh các căn bậc 2, chúng ta sẽ so sánh các biểu thức hay các số ở dưới dấu căn. Chúng ta sẽ cùng làm bài tập so sánh 7 và căn 50. Trước hết, chúng ta sẽ cùng biến đổi 7 về dạng căn. 7 sẽ bằng căn của 49. Lại thấy rằng 49 nhỏ hơn 50, như vậy căn 49 sẽ nhỏ hơn căn 50 và ta suy ra được 7 nhỏ hơn căn 50. Như vậy, cách thứ nhất chúng ta đã biến đổi một số thành dưới dạng căn, sau đó so sánh hai số dưới dấu căn. Câu thứ hai,
Căn của 32 trừ đi 2 và 6. Trước hết, chúng ta sẽ bình phương căn của 32 trừ đi 2. Sử dụng hằng đẳng thức, ta thấy nó sẽ bằng 36 trừ đi 4 căn 32. Mặt khác, 6 bình phương lại bằng 36. 36 chắc chắn sẽ lớn hơn 36 trừ đi 4 căn 32. Dễ dàng nhận thấy căn 32 trừ 2 và 6 đều là những số lớn hơn 0. Như vậy ta so sánh được căn 32 trừ đi 2 sẽ nhỏ hơn 6. Như vậy với câu này chúng ta sẽ bình phương hai số để có thể so sánh được hai bình phương, từ đó suy ra so sánh được hai số. Các em chú ý, chúng ta bình phương và so sánh được như thế này khi và chỉ khi hai số của chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng 0. Phần lý thuyết về căn bậc hai số học chỉ có vậy. Sau đây chúng ta sẽ làm một số dạng bài tập có liên quan. Bài đầu tiên đó là so sánh. Chúng ta sẽ xét các số hoặc là các biểu thức dưới dấu căn. Câu đầu tiên, căn của 12 và căn của 119 phần 10. Đầu tiên, chúng ta sẽ biến đổi 12 về dạng phân số bằng 120 trên 10. Lại dễ dàng nhận thấy 120 trên 10 lớn hơn 119 trên 10. Như vậy, căn của 120 trên 10 sẽ lớn hơn căn của 119 trên 10, hay đáp số căn 12 lớn hơn căn 119 trên 10. Đó là ví dụ về việc xét các số hoặc biểu thức dưới dấu căn để so sánh. Cách thứ hai, chúng ta sẽ bình phương hai vế. So sánh căn 18 cộng 1 và 5. Tương tự như ở ví dụ, đầu tiên cô sẽ bình phương căn 18 cộng 1. Nó chính bằng 19 cộng 2 căn 18. 5 bình phương thì bằng 25. 25 thì bằng 19 cộng 16. Như vậy ta cần phải tiếp tục so sánh 6 và 2 căn 18. 6 bình bằng 36. 2 căn 18 sẽ bằng 2 bình nhân căn 18 bình. 2 bình là 4, căn 18 bình là 18, kết quả được 72. Như vậy 6 nhỏ hơn 2 căn 18, từ đó ta suy ra được 5 sẽ phải nhỏ hơn căn 18 cộng 1. Dạng thứ hai, ta sẽ phải tìm biến x. Điều đầu tiên, chúng ta sẽ phải tìm điều kiện để căn thức có nghĩa, sau đó có thể phá căn bằng cách bình phương, vân vân. Câu thứ nhất, tìm x biết căn 2x bằng 6. Điều kiện của chúng ta là 2x phải lớn hơn hoặc bằng 0, hay nói cách khác, x lớn hơn hoặc bằng 0. Sau đó, bình phương hai vế, ta sẽ có phương trình 2x bằng 36 và tìm được x bằng 18. X bằng 18 thỏa mãn điều kiện lớn hơn hoặc bằng 0, như vậy giá trị cần tìm là x bằng 18. Câu thứ hai đó là một bất phương trình. Trừ 2 căn x lớn hơn trừ 8. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ điều kiện và có x lớn hơn hoặc bằng 0. Sau đó chia bất đẳng thức cho âm 2 thì khi đó bất đẳng thức đổi chiều và ta có bất phương trình mới là căn x nhỏ hơn 4. Điều này sẽ tương đương với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 16. Có rất nhiều bạn sẽ quên và viết ngay bất phương trình này tương đương với x nhỏ hơn 16. Điều đó chưa đủ. Nhớ điều kiện x của chúng ta là x phải lớn hơn hoặc bằng 0. Các em cần phải kết hợp các điều kiện để trong căn lớn hơn hoặc bằng 0. Câu tiếp theo. 18 căn 3x lớn hơn 36. Điều kiện vẫn là x lớn hơn hoặc bằng 0. Sau đó chúng ta chia hai vế của bất phương trình cho 18 và được bất phương trình mới là căn 3x lớn hơn 2. Sau đó bình phương, ta được 3x lớn hơn 4 và kết quả là x lớn hơn 4/3. Dạng toán thứ ba đó là tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, hay là tìm max và min. Câu đầu tiên, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A cho bởi căn của 12x cộng 1 trừ 3. Chúng ta thấy rằng căn của 12x cộng 1 luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy, căn 12x cộng 1 trừ 3 sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng trừ 3. Từ đó thì chúng ta thấy được giá trị nhỏ nhất của A sẽ bằng âm 3 khi căn bằng 0, hay tương đương với 12x cộng 1 bằng 0, và tìm được giá trị của x sẽ là âm 1 trên 12. Như vậy, ta khẳng định
Giá trị nhỏ nhất của a bằng âm 3 khi x bằng âm 1 trên 12. Hoàn toàn tương tự như thế, chúng ta có thể đến với bài toán tìm giá trị lớn nhất của biểu thức b bằng 14 trừ đi 2 căn của 2x cộng 6. Có thể tương tự câu a, các em hãy trình bày bài toán này. Chúng ta thấy rằng do âm 2 nhân căn của 2x cộng 6 sẽ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Chính vì thế, 14 trừ đi 2 căn của 2x cộng 6 sẽ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 14. Như vậy, giá trị lớn nhất của B bằng 14 khi căn bằng 0 hay 2x cộng 6 bằng 0, ta tìm được x bằng âm 3. Sau đây, cô nêu ra một bài toán khác. Đó là tính biểu thức h được cho bởi 2 nhân căn của 8 mũ 10 trừ 4 mũ 10 trên 4 mũ 11 trừ 8 mũ 4. Các em hãy suy nghĩ, vận dụng các hàng đẳng thức, vận dụng cách phân tích đa thức thành nhân tử, hãy rút gọn để có thể tính được giá trị của h. Chúng ta sẽ cùng biến đổi. Đầu tiên, ta tách 4 mũ 10 trên tử, như vậy bên trong còn 2 mũ 10 trừ đi 1. Ở dưới mẫu, cô tách 4 mũ 11 bằng 4 nhân 4 mũ 10, 4 mũ 10 cô lại viết thành 8 mũ 5. Sau đó, tiếp tục bỏ 8 mũ 4 ở dưới mẫu, bên trong cô sẽ còn 4 nhân 8 trừ 1 và được biểu thức đó là 4 mũ 10 nhân 2 mũ 10 trừ 1 trên 8 mũ 4 nhân 2 mũ 5 trừ 1. Tiếp tục rút gọn, 4 mũ 10 sẽ bằng 8 mũ 5, 8 mũ 5 chia 8 mũ 4, còn 8. 2 mũ 10 trừ 1 bằng 2 mũ 5 tất cả bình trừ 1, áp dụng hàng đẳng thức. Ta thấy nó chỉ còn là 2 mũ 5 cộng 1, 2 mũ 5 bằng 32 cộng 1 là 33. Như vậy, kết quả của biểu thức này là 264. Từ đó ta suy ra giá trị của H là 2 nhân căn của 264. Trên đây cô vừa trình bày cho các em kiến thức về căn bậc 2 cũng như một số dạng bài tập có liên quan. Các em có thể tìm hiểu thêm các dạng bài tập khác dựa vào đường link trên màn hình. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận phía dưới. Nếu như có thắc mắc, các em có thể đăng lên mục thảo luận. Bài giảng đến đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi để nhận những thông tin liên quan tới bài giảng tiếp theo.